tất nhiên thích ứng là phải thích ứng luôn. Nếu mà một người như em thì em sẽ luôn luôn thiên hướng về tấn công nhiều hơn, thì em sẽ thích cái lối chơi tấn công hơn. Vì là khi tấn công thì tức có thể như là anh cũng nhớ là năm 2019 đến lúc mà cú sút vào phút 90+1 vào Indonesia, thì nếu mà chơi ở vị trí đấy thì cũng muốn phát huy được khả năng của mình đúng không? Vâng. Hoặc là trong sự nghiệp của Đức là vừa đá với đội tuyển người ta cắt tất cả đội tuyển thì theo Đức là bàn thắng nào là bàn thắng đẹp nhất? Thì... Anh chính là bàn thắng đấy. Vâng, chắc là như thế. Như lúc đấy là lúc đấy là Đức vẫn là lúc đấy thì vẫn là một cầu thủ trẻ thôi đúng không? Vâng. Như là lúc đấy là huấn luyện Park Hang-seo đã làm thế nào để truyền sự tự tin của các cầu thủ và để Đức như Đức là có thể đến phút cuối cùng mà vẫn mạnh dạn chút quả sai đến như thế là không nhìn phải e ngại. Em nghĩ chắc là do cái tình huống đó trên sân mà nó có thể xảy ra rất nhiều tình huống, mà ở cái thời điểm đó thì có lẽ em là người may mắn khi em đã đứng ở vị trí đấy. Và khi bóng giữa anh Hải, Quang Hải và cầu thủ bên tranh chấp thì bóng bật ra em, thì em đã khống chế và em cảm thấy thoải mái khi ở cái cự ly đấy em đã sút. Thì trên sân nó sẽ diễn ra rất nhiều tình huống, có thể nếu ở thời điểm đấy nhưng mà không phải đến với em mà đến với cả một người nào khác trên sân thì em nghĩ là họ cũng sẽ làm cái việc như em làm. Trước giờ thì em chỉ thích duy nhất là Messi với cả vâng với cả sau của Atletico đấy, với cả em thích cái lối chơi của Barcelona đấy. Thì hồi xưa nếu mà lúc mà bắt đầu em biết đá bóng và xem được đá bóng, em xem Barcelona đầu tiên thì em thích lối chơi tấn công cũng như kiểu em thích bắn bật đấy. Thế mà lại thích sau của Atletico thì đặc biệt nhỉ. Vâng, thì thế là em tất cả các cầu thủ trên thế giới mỗi khi mà em xem được những video ngắn thì em thấy những cái gì hay những tốt của họ em sẽ học, cũng như là cố gắng tập luyện trên sân thì nhiều tình huống cố gắng học giống, không giống lắm thì cũng mình phải cố gắng, thì em mang vào trong sân và làm được tình huống nào thì nếu mà mình cảm thấy tốt thì mình sẽ phát huy, và những cái điểm gì chưa tốt thì mình sẽ về xem nhiều hơn, cả thi nhiều hơn. Ví dụ về Messi, em đã học Messi những điểm gì không ai chơi bóng của anh? Em là người tiền vệ, em lại thích truyền bóng, thì cũng như mọi người thấy thì Messi thì cũng không phải là mẫu tiền vệ, nhưng mà Messi có thể truyền bóng và đi bàn đột phá. Em thích những cái đường truyền của Messi đấy. Thích kiểu sự tinh tế luôn, không những truyền. Thế nếu thích thì Đức nhỉ? Có nguyện vọng, nhu cầu muốn ra nước ngoài chơi bóng. Như mọi người, như em đã chia sẻ với cả mọi người trong 2 năm gần trải đây ấy, là em luôn sẵn sàng khi em có cơ hội. Nếu mà cơ hội tốt cho em thì em sẽ ra nước ngoài thi đấu. Còn nếu mà cái cơ hội đó không thuận lợi hay gì thì em phải nên xem xét lại. Nhưng mà em vẫn luôn sẵn sàng nếu mà khi có cơ hội. Thế Đức từng được trực tiếp nhận được thông tin là từ đội bóng, từ câu lạc bộ thì có người theo trao đổi với Đức là có câu lạc bộ nào của nước ngoài trao đổi về việc là muốn đưa một chiêu mộ của Đức không? Bằng hợp đồng cho mượn hoặc là mua Đức chẳng hạn? Có rất nhiều rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em vẫn đang phục vụ với người công hiến cho câu bộ, thì em vẫn đang còn hợp đồng giữa đôi bên. Và cái việc mà trước đó cũng rất nhiều đội hỏi muốn mua và cũng mượn, nhưng mà thực tế thì giờ em vẫn đang còn hợp đồng với cả cái tên, nhưng điều đó không diễn ra. Nhưng nếu mà có đang có nguyện vọng và muốn ra nước ngoài chơi bóng ấy, thì theo Đức là đến độ tuổi này đã bị chậm quá rồi, vì là trước đấy là rất nhiều người Công Phượng này, Tuấn Anh này, Văn Hậu này, Xuân Trường này, rất nhiều cầu thủ Việt Nam trong thế hệ của Đức hoặc là hơn Đức 1-2 tuổi đã xuất ngoại và đều không thành công, thì Đức có e ngại cái việc? Đối với em thì cái việc mà có cầu thủ đi, có cầu thủ thất bại hay là thành công thì đó là những cái anh đi trước đã rất là dũng cảm rồi. Thì đã họ đã
phá bỏ cái vòng vây của mình để thử nghiệm ở cái môi trường mới hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn. Thì đó là đối với em nhìn nhận thì đó là cái dũng cảm của các anh đấy rồi. Có thể sẽ thất bại nhưng mà kể cả có thể em không đi được trong thời gian tới, hoặc là sau này những cầu thủ trẻ, những cầu thủ có thể đi ngoài, càng nhiều cầu thủ đi thì em hy vọng có cầu thủ sẽ thành công, sẽ có thôi, thì lúc đấy sẽ mang lại rất nhiều động lực cho em. Đức đã từng rất nhiều lần trao đổi với bên Park Hang Seo thì thầy có khuyên Đức là sang kênh Đức sang tuyển bóng của Hàn Quốc. Thì huấn luyện viên cũng đã luôn muốn em ra nước ngoài thi đấu, kể cả huấn luyện viên mới Philip bây giờ cũng đã động viên em cũng bảo nếu mà có cơ hội thì nên ra nước ngoài thi đấu, chọn một môi trường nào đó cạnh tranh cũng như là phù hợp khả năng tốt hơn nữa để thi đấu. Còn đối với em thấy thì nếu mà bản thân của mình bây giờ nếu mà muốn đi từng bước thì có thể là đi các giải châu Á, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc đầu tiên. Vậy là phù hợp hơn đúng không? Thật ra sau bóng thì nó cũng phải quá so với cầu thủ Việt Nam, bởi vì là những cái đòi hỏi nó cái môi trường thi đấu cũng đã khác rồi, tập luyện cũng khác, chưa nói thì đến thi đấu. Như hôm trước là anh trong trường anh chia sẻ lúc sang Arsenal từ lúc anh còn trẻ thì đã gặp rất nhiều khó khăn, chứ không phải là một cơ hội, đúng chỉ là một cơ hội trải nghiệm, nhưng còn để bảo là có nhiều bài học quý thì chắc là không cao lắm. Theo Đức thì là cầu thủ Việt Nam là khi muốn sang châu Âu, tất nhiên là có mỗi Văn Hậu và Công Phượng đã sang châu Âu thôi và cũng không có thời gian để thi đấu rất ít. Theo Đức thì là cầu thủ Việt Nam là gặp khó khăn thế nào với bóng đá châu Âu, giống như kiểu huấn luyện viên Philip Chuse là một huấn luyện viên châu Âu đã áp dụng cái cách chơi cho thể hình và thể lực của cầu thủ Việt Nam. Vì nếu mà để cá nhân em nhận thì nó có nhiều yếu tố ấy, nhất là về môi trường ở các câu lạc bộ Việt Nam trước, cũng như là dinh dưỡng nữa. Như mọi người cũng thấy thì các cầu thủ châu Âu thì cái dinh dưỡng và cái nền kinh tế của họ rất phát triển, khi cả các đội bóng đều có các lứa đào tạo trẻ và có trung tâm riêng. Như mọi người thấy ở Việt Nam thì có nhiều nơi còn không có trung tâm riêng của những cầu thủ trẻ để kế cận những lứa đàn anh, như là cái nguồn dinh dưỡng đến bây giờ thì có nơi chỉ có đội 1 chẳng hạn, hoặc là chỉ có lớp trẻ nhưng lại không có đội 1, và cũng là cái chế độ dinh dưỡng ở một cái mức độ cho phép thôi. Ví dụ những đội bóng mà có kinh tế thì có thể là tốt hơn, nhưng mà những cái nơi mà chưa có đủ kinh tế thì cái nguồn dinh dưỡng thì ở mức độ cho phép thôi. Thì đầu tiên những cái việc mà dinh dưỡng là quan trọng đối với tất cả cầu thủ rồi, nếu mà không đảm bảo thì có thể ra sân thi đấu để mà cường độ cao thì hết 90 phút rất là khó khăn. Đối với em nghĩ là như thế. Còn cái việc mà để một cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ở châu Âu, cá nhân em nghĩ thì chắc phải cần nhiều yếu tố ấy. Mình cũng như là mình có thể thua xa họ về tất cả mọi thứ rồi, mình luôn phải cố gắng. Cái điều quan trọng nhất chắc là thể lực đối với em để cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở châu Âu, vì cái cường độ thi đấu của châu Âu rất là cao ấy. Vì mình đã thấp bé nhỏ hơn nữa rồi, còn mình không có thể lực nữa thì mình không thể làm một cạnh tranh được với cả cái châu Âu. Chỗ ăn ở đầy đủ tiện nghi cũng như là cái phòng phù hợp chức năng cho cầu thủ đấy, thì họ mới có được như bây giờ. Cái nền kinh tế họ rất là cao rồi. Còn như ở Việt Nam thì như mọi người thấy thì nếu mà để mà nói là Việt Nam chỉ có 2-3 trung tâm được như thế này thôi, không quá nhiều thì không thể nào mà đủ hết được cho tất cả các cầu thủ cũng như các bạn trẻ nữa để phát huy hết khả năng của mình. Nên là đến thời điểm tại thì em nghĩ chắc Việt Nam phải cần thời gian dài. Bây giờ cũng có đang dạy hạn chế. Nhưng mà thí dụ như nếu là một cầu thủ, em có sẵn sàng chịu tập luyện với một cường độ cao hơn và một chế độ sinh hoạt khắc nghiệt hơn để đạt được cái thành tích cao hơn, cái ngưỡng một cái ngưỡng cao hơn, tức là mình đang có vẻ thoải mái hơn. Thì tất nhiên là đối với các cầu thủ
xem được mình đang ở đâu, mình cần thiếu những cái gì để có thể, nếu mà mình thành công ở đất nước họ hoặc là môi trường mới thì mình sẽ càng ngày phải cố gắng hơn nữa và phát huy hơn nữa. Còn nếu mình không thành công thì đó là bài học cho mình và mình sẽ cần phải trau dồi và những điểm yếu của mình. Đối với mức thu nhập hiện tại của Hồng Đức thì là các cầu thủ Việt Nam hiện tại đều đang được giáo dục về mặt kỷ luật và về mặt lối sống rất là tốt. Ở với theo thầy có giáo dục về mặt tư tưởng ngày xưa thì Đức biết đấy, ngày xưa thì là các cầu thủ Việt Nam là bán độ tương đối khá. Thì là nó thật, cái đấy là chuyện hoàn toàn có thật, đã từng xảy ra rất nhiều ở bóng Việt Nam rồi. Trong thời gian tức là khoảng 10 năm trở lại đây thì là điều đó đã gần như là không còn tồn tại nữa. Thì là theo Đức được giáo dục được giáo dục như thế nào và mình tự mình xác định cái con đường mình theo đường chuyên nghiệp và giữ mình trước các cám dỗ như thế nào? Ở đến cái thời điểm hiện tại thì cái xã hội của Việt Nam mình nó phát triển rất nhiều rồi, mọi người cũng thấy không giống được như các anh hồi xưa thì trước khi em bước vào Việt Nam thì em đã nghe qua thì Việt Nam trước là không có quân đội nữa, thể công nên là cái kiểu rất là cao. Khi em vào đây thì các thầy đã dạy bảo em như là cái tính quan trọng của những kỷ luật đầu tiên, nên làm cái gì và không nên làm cái gì, và bọn em đã được áp dụng cái đấy từ lúc mà 12, 13 tuổi đến bây giờ. Đối với bọn em đến bây giờ cái thời điểm mà để mà bán độ thì nó sẽ không có đầu đâu. Với cả nói thực thì cái nguồn kinh tế bây giờ để mà bọn em bán độ thì không bao giờ diễn ra được. Phải làm thế vì bây giờ cái việc mà các câu bộ trả lương cho em cũng là thưởng nhất. Mức thu nhập đã đủ tốt rồi. Cũng gọi là cũng quá nhiều cái gì nhưng mà cũng đủ để mình trang trải cuộc sống. Đấy là cái việc mà diễn ra bán độ thì chắc không có trong đầu. Có thời điểm mà em nhớ là em còn nói mẹ hay sao, sau rồi em bảo là chả nó bóng, không muốn nữa. Trong bao tuổi? Muốn. Giờ em nghĩ thời gian rất là lâu ấy, lúc đấy em chắc chưa đến 15 tuổi đâu. Thì mẹ em nhớ cái câu mẹ bảo là sao trước mẹ đã kiểu nói như thế rồi mà vẫn cứ không ngủ được vẫn muốn đi đá bóng. Đã bỏng rồi. Thì giờ phải đã theo hết đi. Bỏ nghệ ngang thế. Thế lúc sau thời gian đấy thì em mới suy nghĩ là cố gắng nữa theo đến bây giờ. Thế lúc Đức tập ở Hải Dương thì là huấn luyện viên tức là người thầy đầu tiên của Đức thì là thầy tên là thầy có hướng dẫn Đức để tập luyện ở những vị trí nào và chơi bóng theo bắt đầu được những phong cách. Cái lúc đầu mà lên trung tâm Hải Dương ấy, thì giờ thì vẫn là những thầy giờ vẫn đang huấn luyện như là thầy Yên, thầy Kiên. Chắc có nhớ rõ tên của thầy thì nó rất là anh không nắm rõ được. Thì những thầy em thì em cũng không nhớ được hết, nhưng mà những thầy đấy là những thầy dạy của em đầu tiên em đi đá bóng sân 5 ấy. Thì hồi xưa ở sân 5 thì ở Hải Dương thì cũng chỉ đá sơ đồ là một thủ môn và hai hậu vệ và hai tiền đạo thôi. 5 người thì cũng đá có 5 người 11 tuổi thì cũng ý là thầy dạy cũng gọi là có kỹ thuật tâng bóng liếc vào sân là đá cũng chưa để định hình được cái chiến thuật nó rõ ràng thì cái tuổi đấy rất là nhỏ đấy. Đấy. Thế là em cũng đã thi đấu giải toàn quốc Yamaha cũng như Mino cho Hải Dương từ 11 tuổi đến 13 tuổi. Lúc lên về theo tập thì Đức có chịu ảnh hưởng trao đổi với thầy Hồng Sơn cách thì bóng thầy nó bắt đầu định hình về lứa tuổi rồi đúng không? Về lứa chơi thì là thầy có hướng dẫn. Em thực ra thì bác thì quen thầy Hồng Sơn nhưng mà thời gian em lên ấy, thì em ít gặp thầy Hồng Sơn cũng như là ít được tiếp xúc cũng như được thầy Hồng Sơn dạy. Em vẫn nhớ thầy của em dạy Hải Dương lúc đấy bọn em đang chuẩn bị ngủ trưa nhưng mà quây quần vào đấy thầy giới thiệu là thầy có quen thầy Hồng Sơn. Thì bọn em thì thực ra để nói thì bọn em lúc ấy không biết thầy Hồng Sơn là ai cả. Em phải nói thật, nếu mà để nói những cầu thủ nó vẫn nhỏ tuổi như bọn em. Đúng rồi, cái thế cách nhau xa quá. Cách nhau quá là xa, mà em chỉ biết mỗi Dương Hồng Sơn thủ môn thôi. Là một tiếng, hai đồ. Thì lúc đấy thầy gọi thì bọn em lại cứ tưởng là Hồng Sơn thủ môn. Thế thì mãi ngày sau thầy em giải thích ra là Hồng Sơn thì bọn em mới biết đấy.